Sáng ngày 24 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc gần 300 cử tri là cán bộ hưu trí do thành ủy quản lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các cán bộ hưu trí thành phố Cần Thơ đề nghị đến Quốc hội một số vấn đề quan tâm hiện nay như vụ án Hồ Duy Hải, vấn đề nâng lương cho cán bộ hưu trí, vấn đề tham nhũng, vấn đề người nước ngoài sở hữu nhiều lô đất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp thu và thông tin một số vấn đề kiến nghị của cử tri. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sẽ cùng các đại biểu Quốc hội tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình để các hoạt động của Quốc hội ngày càng có hiệu quả, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cử tri, nhân dân và quá trình phát triển đi lên của đất nước.